What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Game. Thì hôm nay mình sẽ ở cùng với các anh em đi giải đáp một cái thắc mắc mà rất là nhiều anh em hỏi mình. Đó chính là làm sao để kết nối chiếc Android K1, đây, chiếc bàn phím huyền thoại để dành để chơi game trên mobile với chiếc iPad này, cũng như là với hệ điều hành iOS thì nó sẽ dùng những cái gì và làm sao để kết nối được. Thì chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc vào trong ngày hôm nay nhé. Ok, let's go. Tiên thì chúng ta phải có chiếc Android K1, đó là điều chắc chắn rồi, và một chiếc iPad hoặc là iPhone hệ điều hành iOS. Thì các bạn lưu ý là tốt nhất là các bạn nên sử dụng những chiếc iPhone từ đời 6S trở lên thì nó sẽ chạy mượt mà ổn định hơn. Và những cái game nặng như là mấy cái game PUBG đấy thì nó cần phải có cấu hình cao, đặc biệt là phải chip từ Apple cỡ tầm Apple A8 trở lên thì nó chắc chắn. Cái đầu tiên chúng ta sẽ cần làm nó là phải có wifi kết nối internet và cái ứng dụng WeChat ở đây đó. Rồi cái này nó cũng khá giống với lại Android, mình vào WeChat rồi mình gõ tìm kiếm. Trong phần tìm kiếm này chúng ta sẽ gõ cũng Android. Android 66. Sau khi gõ Android 66 thì chúng ta nhấp vào cái chỗ tìm kiếm Android 66 ở đây. Nếu như mà bạn nào đã có cái trang Android 66 này rồi thì mình chỉ có nhấp vào cái trang đấy thôi là được rồi. Rồi nhập tài khoản chính thức. Đó, chúng ta nhấp vào cái khúc nhập tài khoản chính thức. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái dòng ở phía cuối này. Đó, thì chúng ta nhấp vào cái dòng ở giữa rồi chọn cái dòng cuối cùng. Thì cái dòng nào mà nó sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn như thế này ở phía trên đó, thì chúng ta chọn cái dòng đấy. Rồi nhấp vào đây. Sau khi nhấp vào đấy thì nó sẽ ra một cái trang web. Tuy nhiên thì chúng ta không thể đã tải trực tiếp từ cái trang web này, chúng ta phải nhấp vào cái dấu ba chấm ở trên này rồi chọn là Open, tức là mở trong Safari đây. Lúc này nó sẽ nhảy ra Safari. Sau khi mà nó nhảy ra sang Safari rồi thì chúng ta sẽ thấy có cái hướng dẫn chi tiết ở đây đó, hướng dẫn để cài đặt đó. Thì chúng ta nhấp vào cái dòng chữ màu xanh ở trên cùng như thế này. Rồi nó sẽ hỏi là có yêu cầu cài đặt hay không, thì chúng ta mình ấn vào chỗ cài đặt hoặc là Intro. Rồi chúng ta sẽ đợi cho nó tải cái ứng dụng Android về. Khi mà ra màn hình chính thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ đang chờ ở đây, thì đó chính là cái phần đang tải Android. Chúng ta sẽ đợi một lúc cho nó tải về. Rồi sau khi mà tải xong ứng dụng Android thì ở trên màn hình chúng ta sẽ thấy có cái biểu tượng Android ở đây. Cái ứng dụng nó cũng tên là Android luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ nhấp vào cái đó, nó sẽ có hiện lên một cái thông báo như thế này: nhà phát triển doanh nghiệp không được tin cậy gì đó, thì mình ấn hủy đi. Vào trong phần cài đặt của máy, vào trong phần cài đặt chung nhé. Chúng ta sẽ xuống ngay cái chỗ dưới chữ VPN đây, dưới chữ VPN thì sẽ có quản lý thiết bị, mình nhấp vào đấy. Nó sẽ hiện lên cái dòng FTX ở đây, nhấp vào đây. Rồi chúng ta sẽ chọn là tin cậy. Sau khi chọn tin cậy rồi chúng ta quay lại màn hình chính và vào lại chọn Android. Ở đây chúng ta trên Android nó sẽ có yêu cầu bắt đăng nhập tài khoản, thì các bạn sẽ chọn đăng nhập bằng WeChat cho nó nhanh. Còn nếu như mà các bạn chưa có tài khoản WeChat thì chúng ta có thể đăng nhập bằng số điện thoại cũng được, không sao hết. Ví dụ như các bạn chưa có tài khoản WeChat thì chúng ta sẽ chọn cái dòng ở trên cùng như này và gõ là 84, tức là cái mã vùng, mã nước của Việt Nam. Rồi chúng ta chọn số điện thoại của mình vào, nhập cái số điện thoại của mình vào cái dòng thứ hai. Các bạn bỏ số 0 đầu tiên đi nhé. Chúng ta ấn vào chữ gửi mã xác nhận thì nó sẽ gửi mã xác nhận đến cái số điện thoại của các bạn dùng để đăng ký. Sau khi mình nhận được mã xác nhận từ số điện thoại thì mình điền mã vào cái dòng thứ ba này. Ok, sau khi mình đăng nhập thành công vào trong cái phần mềm của thằng Android thì chúng ta sẽ nó hiện lên một cái dãy thiết bị như thế này.
Thì nếu như các bạn đang sử dụng thiết bị HandJoy K1 thì các bạn nhấp vào đây để tiếp tục. Lúc này nó sẽ yêu cầu mình mở cái HandJoy K1 lên. Ở đây mình đã có sẵn đây rồi đó, mình sẽ mở cái HandJoy K1 lên. Rồi, yêu cầu bước tiếp theo là nó sẽ có thông báo là đang nhấp nháy ở đây, tức là cái tín hiệu Bluetooth đang tìm kiếm. Ấn tiếp, bỏ qua bước này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải vào trong phần mở Bluetooth của thằng iPad lên. Và tìm kiếm đến cái HandJoy K1 này. Thì khi các bạn mở Bluetooth lên, nó sẽ trong cái phần thiết bị khác, nó sẽ có hiện lên chữ HG King và cái mã phía sau, đó chính là chiếc HandJoy. Để nhấp vào đây để kết nối. Sau khi nó đã hiện chữ là đã kết nối và bên thiết bị này chúng ta sẽ thấy có đèn màu xanh đứng im, không có nhấp nháy nữa, chứng tỏ là đã kết nối thành công. Rồi, chúng ta vào lại trong phần HandJoy, ứng dụng của HandJoy. Lúc này thì sau khi bạn đã kết nối thành công thì HandJoy ở dưới đây nó có sẽ có biểu tượng màu, có màu ở đây, tức là đã kết nối ok và chúng ta đang ở trong cái kho ứng dụng của thằng HandJoy. Thì các bạn lưu ý là nếu mà các bạn muốn chơi game nào thì phải tải ứng dụng ở kho ứng dụng của HandJoy trong này, chứ không được tải ở bên ngoài App Store nhé, thì nó sẽ không chạy được. Giờ đây chúng ta sẽ nhấp vào khung tìm kiếm, gõ PUBG. Cái dòng đầu tiên là PUBG Mobile ở đây, thì mình nhấp vào đây. Đây chính là PUBG Mobile, phiên bản quốc tế. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào dòng cuối cùng, có chữ màu trắng để tải về. Rồi các bạn quay ra lại. Thì về nhưng trong lúc nó đang tải thì mình sẽ nói một số cái, ví dụ như ở đây nó sẽ có Rule of Survival bản quốc tế luôn, mình chỉ cần gõ là Ruler. Khi mà gõ chữ Ruler thì nó ra Rule of Survival đây, đây cũng chính là bản quốc tế luôn nha các bạn. Nó có cái dòng chữ phía đầu đó thì để là để chữ Trung Quốc để biết là nó ghi là bản quốc tế thôi. Các bạn PUBG này sẽ có là 732 MB. Thì vào trong cái phần giao diện ở phía góc phía bên này nó sẽ là những cái game mà mình đang tải này. Ở giữa này là game đã tải rồi này. Khi sau khi mà tải xong thì nó sẽ hiện ra ở giữa này. Thì các bạn sẽ đợi một lúc để cho nó tải về nhá. Và trong khi đợi thì mình sẽ nói thêm luôn một chút là cái bộ HandJoy này nó sẽ có cái cổng USB ở đây. Cổng USB này thì mình có thể cắm chụp vào đây mình xài sử dụng trực tiếp, chứ không có là nó không phải cắm chụp vào trong cái iPad này nhá. Mình cắm vào đây thì mình sử dụng trực tiếp luôn. Đấy. Thì khi mà có sử dụng thì các bạn cũng có thể đổi led bằng nút này và nút T. Đó. Thì mình đổi màu led thế thôi. Còn nếu không thì mình tắt led đi cho nó đỡ tốn pin. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một con chuột mình cắm vào đây và cũng sẽ đợi cho cái ứng dụng này tải về luôn. Ok, sau khi các bạn đã đợi nó tải thành công cái game rồi thì nó sẽ xuất hiện lên một cái bảng thông báo như thế này. Thì các bạn nhấp vào chỗ phần cài đặt. Đó. Thì các bạn nhấp vào cái tab ở giữa đây thì nó đã hiện cái game PUBG và trong cái tab đã tải về đây. Rồi các bạn thắt ra màn hình chính thì chúng ta sẽ thấy có phần đang cài đặt ở đây, tức là cái game PUBG của mình ấy. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ đợi một lúc để cho nó cài đặt cái app này lên trên cái điện thoại nữa. Rồi sau khi các bạn đã thấy nó ghi cài đặt xong thì nó đã hiện biểu tượng PUBG ở đây. Tuy nhiên là các bạn chưa có thể chơi được ngay nhé, các bạn phải vào trong phần cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái phần quản lý thiết bị ở đây. Đó. Chúng ta sẽ kiểm tra xem thử là cái app này nó đã được xác minh chưa. Nếu đã xác minh ok rồi. Ok, sau khi mình đã tải xong rồi thì các bạn có thể dùng con chuột Bluetooth mình cắm vào cái cổng USB của con HandJoy K1 này. Có thể mình dùng cái chuột dây cũng được nhé, cái này không nhất thiết. Thì bất kỳ con chuột nào mình sử dụng cũng đều ok hết. Đó. Mình đang dùng con chuột Bluetooth của eBlue. Rất là nhỏ gọn. Rồi sau đó thì chúng ta có thể vào trong phần mềm HandJoy. Rồi chúng ta đây, các bạn nhấp vào cái biểu tượng ở dưới cùng này, nó sẽ có cái phần để kiểm tra test xem thử là đã hoạt động hay chưa. Khi mình di chuột thì ở trên đây nó cũng sẽ có hiện lên cái map chuột mình di, rất là mượt mà đây, không có hề có độ trễ. Cũng như là mình ấn phím thì nó cũng hiện độ test ở đây. Rồi ok. Rồi sau đó chúng ta vào trong game PUBG. Ok, sau khi đã load vào trong game PUBG thì các bạn có thể thấy là đây là bản quốc tế, thì sẽ có đăng nhập bằng Facebook này và đăng nhập bằng cái kia. Mà ở bên trong màn hình chúng ta sẽ thấy có cái biểu tượng HandJoy ở đây.
Thì khi chúng ta nhấp vào biểu tượng HandJoy ở đây thì nó sẽ hiện lên cái bảng để mình điều khiển nút gần giống như là bên Android mà mình đã có hướng dẫn rồi. Bây giờ mình sẽ truy cập vào với lại tư cách là bằng khách. Đây. Nếu như các bạn có cái tài khoản Facebook thì các bạn dùng Facebook đăng nhập nhé. Thôi, chúng ta sẽ tùy chọn như đây. Ở đây chúng ta sẽ có là solo hay là team thì cái đó tùy. Mình sẽ chọn solo bằng star. Mình sẽ dùng cái con chuột Bluetooth này để điều khiển cho các bạn coi cho nó rõ. Khi vào trong game thì chúng ta sẽ thấy là dùng chuột quay rất là nhạy đó. Vì game Bayburger thì nó sẽ có sẵn lập trình tất cả các nút để phù hợp với lại game luôn. Còn nếu như các bạn muốn lập trình lại thì cũng khá là đơn giản thôi, rất là dễ. Chẳng hạn như ví dụ muốn gọi nút Control ra thì đây nút Control nó đang có sẵn ở trên đây, nó sẽ nhấp nháy này. Nếu như mà các bạn muốn ấn nút F thì nút F đây đó. Ở đây chúng ta sẽ có nút dấu chấm hỏi thì sẽ là nút nhảy. Thì mình nút V sẽ là nút nhảy, nó sẽ có sẵn rồi. Thì mình ấn nút V, sau đó chúng ta điều khiển, rất là đơn giản. Mình sẽ thử điều khiển rồi nhảy dù cho các bạn cùng coi nhé. Rất là lag. Tại hiện tại mình đang sử dụng đó là cái này, nó có thể là game đang bị lỗi rồi. Ví dụ như là các bạn nếu mà muốn gọi nút shift ra thì các bạn nhấp vào đây, rồi sau đó chúng ta ấn nút shift ở đây. Shift trên trực tiếp trên bàn phím nhé, mình ấn nút shift ở đây thì nó sẽ hiện nút shift ra. Thì nút shift đó mình sẽ chọn là kéo về phía bên chỗ nút chạy nhanh ở trên này đó. Sau khi chọn xong chúng ta cũng tắt cái này đi để cho nó đỡ vướng. Đấy. Ví dụ như thế này nhé, mà các bạn thấy là nó cái nút lượm nhanh nó sẽ không nằm ở đây thì mình sẽ chọn nút F ở ngay đây để nó lượm cho nó nhanh. Đấy, rất là đơn giản. Nếu mà lâu trong quá trình sử dụng mà các bạn thấy con chuột nó bị đơ thì các bạn ấn nút chuột phải, chuột trái để cho nó ngắn lên, rồi bạn quay tiếp thì nó lại hết bị đơ. Thì cái đấy có thể là do cái iOS thì nó chưa có phù hợp lắm với cái game Joy này đó. Các bạn thấy là mình di chuyển rất là nhanh. Nếu muốn mở bản đồ thì nó mặc định sẽ là nút dấu ngã trên này. Mở dấu ngã lên thì nó sẽ là ra bản đồ. Tắt đi thì nó lại khỏi hết bản đồ. Đấy, rất là đơn giản. Còn nếu như mà các bạn muốn gọi con chó chuột ra vào trong, như vào trong này thì các bạn muốn vứt đồ hoặc là muốn thay đồ trong ba lô thì mình gọi nút con chó chuột ra. Rồi sau đó mình cũng kéo y như là trên PC vậy. Rất là đơn giản luôn. Đó. Còn nếu muốn tắt đi thì các bạn lại ấn vào nút cuộn chuột, nút ở giữa này nhá. Nút đây này, mình ấn một phát. Đó là nó sẽ ra cái con chó chuột màu vàng. Và ấn một phát nữa thì nó sẽ mất. Đó. Nó sẽ có hai chế độ như thế, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi tìm vài thằng xử cho các bạn cùng coi nhé. Các bạn có thể thấy là khi mình sử dụng chuột với phím kết hợp với cái này thì nó di chuyển khá là dễ dàng, cũng như là mình có thể mình nhặt đồ nhanh được đó. Thì nếu mà các bạn muốn gán nút ở lấy ở trong này thì cũng tương tự như cái kia thôi, đấy cũng dễ dàng như vậy thôi. Ok, khi mà các bạn lên xe thì nó sẽ đang ở chế độ mặc định là các cái mũi tên qua trái qua phải này. Thì tốt nhất là các bạn nếu mà muốn sử dụng như là trên máy tính thì các bạn xoay phần control cần vừa hai chứ, rồi mình chọn sang cái bên ở đây. Một là mình sẽ chọn cái ở giữa cho nó dễ đó. Thì mình sẽ ấn nút điều khiển ở đây thì nó sẽ dễ hơn đó. Khi mình chọn cái ở giữa thì mình sẽ điều khiển được tất cả các hướng luôn, không cần thiết và phải ấn đúng lúc bốn nút đấy. Khi mà mình dùng cái này thì mình sấy khá là ngon hơn rất nhiều. Nếu mình dùng tay thì mình sấy nó hơi dịch, nhưng mà nếu mà dùng cái này thì mình vẫn có thể dùng chuột mình sấy được rất là mạnh.
Lượng đồ ngon luôn. Ok. Đó, đấy là cái phần mình đang test thử cho các bạn trên iOS. Còn nếu mà chơi bất kỳ game nào cũng vậy thôi, kể cả Rule hoặc Survival hay là những cái game như CS Mobile thì nó hoàn toàn y chang như vậy, không có khác gì nhiều. Thì có điều lưu ý là các bạn chỉ sử dụng được cái kho ứng dụng của thằng Trung Quốc thôi, chứ không có sử dụng được các kho ứng dụng ở ngoài như là của App Store. Thì nếu như mà các bạn đang tải những cái game nó sẵn ở trên máy rồi thì các bạn phải xóa game đó đi và tải lại ở trên phiên bản của Trung Quốc nhé. Còn nếu như mà các bạn sử dụng phiên bản chính thì nó sẽ không sử dụng được cái Android này. Đó là cái lưu ý duy nhất. Rồi, ok. Rồi nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ inbox admin ở trên fanpage. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. À quên, nhớ like, subscribe và share giúp mình nha. Để mình đi giết thêm vài thằng nữa đã. Yeah, top 1 đến đây. Được luôn, quá ngon.